Hiệu ứng tuyệt vời tiếp theo mà tôi cùng các bạn sẽ khám phá đó là hiệu ứng hand camera, tức là chúng ta nhìn dựa trên góc nhìn camera chúng ta cầm tay. Có nghĩa rằng khi các bạn xuất video thì nó sẽ có cảm giác lắc lư khi các bạn đi. Còn ở trên hình 2D này cũng hỗ trợ nhưng mà được lực bút ba chức năng, chúng ta vào phần effect. Các bạn chuyển qua camera. Chúng ta cùng nhau chọn phần handle camera. Chức năng đầu tiên, stress test, tức là độ xô nghiêng khi các bạn cầm camera hay một máy quay phim, chúng ta vừa đi vừa quay, có thể nghiêng bên này nghiêng bên kia, thì chức năng này chỉ hỗ trợ video. Còn cast chúng ta tăng lên, có hiệu ứng ngay lập tức. Thấy rằng những phần đen này xuất hiện ở bốn khung ảnh này, tôi tăng cao lên. Tiếp tục chúng ta có thể sử dụng phần Riot Gradient, tức là làm sáng vùng ở giữa lên dựa vào một dạng khối cầu. Tôi kéo lên, có thể sẽ chói. Ok, để giảm phần chói này chúng ta có thể sử dụng phần density tăng lên hay giảm đi, tôi tăng vừa phải. Chúng ta cũng có saturation, đây là độ lòi lọt của màu sắc, chúng ta dịch cách hài hước là như vậy, tăng lên màu sắc sẽ lòi lọt hơn và giảm đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Thông thường tôi ít khi tăng thông số này. Để ảnh trông nghệ thuật hơn, chúng ta có thể bấm vào phần training này, chúng ta xoay đi. Các bạn trông thế nào? Khá hay phải không ạ? Ví dụ tôi để như thế này. Và các bạn cũng có thể tăng giảm focus length. Nhưng có lẽ ở đây chỉ hỗ trợ xuất video mà thôi. Còn nếu muốn chúng ta cũng có thể bấm vào focus length đây. Khá hay. Đó là toàn bộ chức năng về phần hand camera.